Tôi niệm không. Tôi niệm không. Tôi niệm không. Tôi niệm không, anh tỉnh lại đi. Có phải anh mơ thấy ác mộng không? Tôi sẽ không tiếp tục bỏ qua hai cơ hội đâu. Anh nghĩ em sẽ bỏ qua ư? Em không nên như vậy. Em biết, mẹ em từng nói với em rằng con gái không nên quá chủ động, sẽ khiến con trai cảm thấy có được quá dễ dàng. Em thấy mẹ em nói không sai, nhưng em không nghe lời bà ấy. Người em thích là Tô Niệm Khâm. Lần đầu gặp anh ấy bên bờ hồ, em đã thích anh ấy rồi. Tại sao? Lại là tại sao? Tí xét ái tình. Kẻ mù không hiểu tiếng Anh. Anh không hiểu thì anh cười gì hả? Anh nói đi, anh cười gì hả? Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Sao anh lại xấu xa vậy hả? Yên nào, em đâu có động vào anh. Không bắt được em chứ gì. IGE, strange name, amazing shows. IGE.